xin lỗi bên em bị vừa bị rớt mạng. Em sẽ giới thiệu tiếp là một cái thương hiệu đến từ Pháp tên là Brancher Red Metal. Sẽ có Liatia đi kèm và cáp. Và tiếp theo sẽ là một thương hiệu cũng được nhiều nhạc công ở Việt Nam sử dụng, Silverstein, có xuất xứ từ Mỹ. Và đang có sẵn hai size 6 và 7. Các anh có cần tìm hiểu chi tiết của loại bed nào thì cứ để lại bình luận, em sẽ trả lời trực tiếp và sẽ nhắn tin sau. Nếu anh nào có muốn trải nghiệm thử các loại bed đang có sẵn thì có thể đến showroom của Adam Music Center, địa chỉ là 59 Phạm Hùng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mà khi đi các anh nhớ mang theo kèn. Đây là những loại Ligatia của thương hiệu Silverstein, phù hợp với nhiều loại bass khác nhau. Đây là Major. Và Selmer. Theo Warner Brancher đây sẽ là Ligatia dành cho Bed Onto của hãng BG từ Pháp. Và đây là Bed Zoriza, thương hiệu đến từ Mỹ. Thank you.
xin cảm ơn những anh nhạc công đã theo dõi livestream của Anam Center. Đến đây thì em xin tạm dừng để xử lý đơn hàng cho những anh khách đã đặt trong ngày hôm nay. Kết thúc, xin chúc các anh có một buổi chiều thật vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại ở livestream lần sau. Xin chào anh Vịnh. Dạ bên em nếu mà anh muốn trả góp thì có thể góp qua ngân hàng. Trả góp qua thẻ tín dụng cũng được anh ạ. Dâm bạc soprano. Dạ, dâm soprano thì không có Valorant bạc rồi ạ.